ai chào mọi người em có một cái con máy để dùng gia đình nha mọi người đây là một con single nồng đứng 3400 nha 34cc làm tản nhiệt à làm nó làm nhông nha mọi người làm nó tầm 45 50 mươi rất là đẹp Nói chung là về đầu tiên là ngoại hình là rất là đẹp về máy móc bên trong cũng cực kỳ đẹp luôn đẹp như thế nào em sẽ quay cho mọi người kỹ nha Ở đây là cái tem nó về dán về dáng lại cho nó thẳng ra thôi con này dùng nó sẽ đầm nó sẽ nhẹ tay mà nó vừa đâm vừa nhẹ đó là, là cách nghĩ của em thôi còn tùy mọi người nha tem tem của máy anh nhật bên keo của máy nhật luôn máy này em chưa dọn và em chưa vệ sinh bên trong hết nha khá là bận à. em sẽ mở cái đợt, em sẽ đây là em mở sẵn cái cái ốp phía trên để cho mọi người xem bên trong khi em không vệ sinh nó như thế nào về cái máy nhé chế quanh rồi nha chế quanh rồi chế bro. À, giờ em sẽ dở cái nắp này lên khá là bẩn đây là mùng cưa nha mọi người bụi mùng cưa thì uh, cái điều em muốn nói đây là về cái lốc máy của nó ha cái lóc máy này mọi người khi mà mọi người quét sinh mọi người vệ sinh xong nó sẽ thuộc vào loại 99 phần trăm hoặc là 95 phần trăm so với cái lốc máy mới luôn nha rồi gọi là 95 phần trăm đi so với lóc máy mới mới sản xuất ra nó có sẽ áp này nha mọi người ha Đó, nhấn vào nhấn vào nó sẽ nó chỉ xì 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 ấy nha mọi người mở ra thì hơi nó sẽ nhanh ha công tắc ở chỗ này nó có cái hiệu công tắc này đi xuống là sẽ top bật lên là mở ha Đó, cái, cái, hiệu rồi kéo cho mọi người nghe cái hơi của nó cái bô của nó khá là đẹp nha cái này là nó bẩn thôi nha về vệ sinh đấy là em không có vệ sinh bên trong mà mình nói sẽ là nguyên bản nguyên zin về sao bán vậy nghĩa là bên trong nó còn rất là bẩn mình không có đụng vào em sẽ kéo hơi cho mọi người nghe nha Ui đó. đó cực kỳ bao nồng cái con này là em bao nồng có lửa luôn nha ha bao nồng có lửa lửa mạnh đó nha mọi người có lửa luôn con này nói chung là không khác gì kiểu như mình về mình đổ sen mình thay lọc xăng, rồi mình cho nổ mình cho nổ là mình canh chỉnh cái chế này là mình quất thôi à. mình cưa luôn à xích nó là xài xích uh, chuột nha. Có nhu cầu thì muốn là lên chế qua Pro nha mọi người, chế qua Pro. Sensor, xò, lốc máy thì quá đẹp rồi. Nó Em lắp vào em sẽ lấy cái lấy cái lục giác để dặn ốc vào máy là máy chưa dọn nha nhưng em sẽ bao cái nông của nó sống nè có lửa chứ mấy con như thế này thì dọn nó rất là sướng về đổ xanh cái là phọt nổ phù phù canh chỉnh vệ sinh chế là xong nhiều anh em nói chung là cũng không có biết gì về thằng bãi đâu Nên là còn ấy lắm vệ sinh cái chế là cái nào cái đây chế đây chế gọi là bình sinh con à, mình mở hai con ốc ra mình lấy cái nắp này ra, mình lấy cái kéo cái chế ra, Đó. mình về, mình lấy xăng mình quét sạch xung quanh hết đi, xong rồi mình lấy cái chế ra mình vệ sinh cái chế, mở cái nắp này trên ra, nắp này nè, mở nắp trên này ra, bên trong cái nắp này nè là nó có một cái màng đấy, gọi là cái lọc, cái uh, da bơm của xanh, của bên xăng con, da bơm đấy là nó nhịp 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 để nó đẩy xanh lên xuống nha, Đó. mình mở ra mình vệ sinh, mình mở ra mình ngâm xăng, vệ, vệ sinh đấy là cái trường hợp mà máy nó chưa có nổ ngọt ấy thì mình mới vệ sinh cái chế nha còn máy mà về mình đổ xăng mình làm nổ mình cho nó nổ mà nó ngọt luôn á thì đừng có mở ra tại vì đây là xin những nguyên bản thì mình đừng có mở ra nha mình để như vậy mình chỉ quét xăng xung quanh này này mình đỡ nghiêng vậy mình quét xăng xung quanh này cho nó sạch vậy thôi rồi vệ sinh cái lược gió cái lọc gió rồi mình lắp vào mình xài thôi nha đấy là đừng có mà về cái chưa gì hết mà tháo cái chế này ra làm gì mình cho nó nổ đã nếu mà nó khi nào mà người căn chỉnh cái ti mà nó chưa có ngọt ấy ví dụ như căn chỉnh mà gan ti nó mình hạ thấp đến mức thấp nhất ấy mà nó không có dừng xích ấy không có dừng xích ấy thì đấy là nó gan ti nó yếu thì uh, lúc đấy mình mới mở chế ra mình mới vệ sinh nha ha Rồi. nó có ký hiệu lh này mọi người hl đây là gan ti nó lột cái lỗ nó nằm dưới đây này à, đó. đó là những gì em nói cho mọi người biết nha cái chế này về mọi người xịt nước là nó, nó sạch thôi máy thì về sao em bán vậy nha Ok. Đó, hiện trạng của nó là như thế này. ok máy đỏ âu nha bên ngoài mọi người nhìn cực kỳ sướng nha ừ, cực kỳ đẹp luôn rồi con này là chưa dọn nha mọi người à, giá của nó là một triệu bảy nha mọi người một triệu bảy nha dọn rất là dễ những gì em nói đó rất là đẹp một triệu bảy nha không có bao ship nha mua thì chuyển khoản hết tiền hàng bên dưới phần mô tả đấy bên dưới phần mô tả nó có địa chỉ với số tài khoản nha mọi người